Em xin chào buổi chiều đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn. Hôm nay chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực quận 4. Trước mặt chúng ta đó là hình ảnh của cây cầu Tân Thuận. Một bên là cầu cũ, một bên là cầu mới. Bên trái là cầu cũ ha, bên phải là cầu mới. Ngày nay thì ở đây chúng ta thấy một hình ảnh rất là khác lạ so với những năm tháng về trước. Một hình ảnh của những công viên rồi những cây cầu rất là lớn, rất là đẹp. Và chiều hôm nay thì em trên đường đi về làm về, hôm nay về từ công ty ở quận 7, showroom ở bên quận 7 chi nhánh mới mở. Rồi sẵn đây đi ngang con đường Trịnh Minh Thế cũng như là Nguyễn Tất Thành, ngày nay để chia sẻ anh chị và bạn về hình ảnh đây. Phía trước chúng ta đó là khu vực đường Tôn Thất Thuyết. Nơi đây có rất là nhiều hãng xưởng, xưởng dệt, xưởng may mặc rất là nhiều. Như trước mặt chúng ta đó là xưởng sợi, xưởng sợi nè, và những hình ảnh của cái kiến trúc ngày xưa và ngày nay vẫn còn ở trên cái khu vực đường Tôn Thất Thuyết. Và đi tới tí là đường Văn Thân, rồi thẳng hướng này đó là đường Trịnh Minh Thế cũng như là Nguyễn Tất Thành. Ở bên cánh phải là khu vực cảng, nhưng mà ngày nay thì cái cảng này nói chung cũng chuẩn bị di dời rồi, nên không còn nhiều cảng ở đây nữa. Trước là nguyên một dãy từ đây cho tới cầu quay luôn á, nhưng mà ngày nay nó hoang tàn. Hình ảnh này mình thấy nó hơi cũ. Và con đường này bình thường, ngày bình thường trước khi có lệnh giãn cách thì chúng ta thấy với những cái clip trước thấy người dân chen chúc đông nghẹt luôn khi mà giờ tan ca. Và giờ này cũng là giờ tan ca, tại vì giờ này là 6 giờ chiều rồi. Đó, mà thấy hình ảnh của con đường Trịnh Minh Thế ngày nay với những hàng quán thì đa phần là đóng cửa, còn những cửa hàng như là sửa xe máy hay là bán đồ ăn thiết yếu thì mở ra để phục vụ bà con thôi. Chứ bây giờ mà đi mua đồ ăn mà ai cũng đóng cửa là coi như là đói luôn á. Giờ đi mua đồ ăn có ăn là mừng rồi. Nhưng mà từ từ cũng thích nghi thôi. Chắc có lẽ cái lệnh khoảng giãn cách này tới giữa tháng 6 là coi như cũng dịch bệnh nó cũng đỡ thì gỡ bỏ bớt những cái lệnh. Chứ thôi là như vậy hoài là kinh tế như là tê liệt luôn á, không có tạo ra thu nhập. Đó, bên kia có mấy hẻm, con hẻm rất là vắng nè. Hẻm rộng đó, như con đường vậy đó, đường vào cổng quân đội, không biết ở đây có cái doanh trại gì hay sao á. Ở đây có nhà thờ Thánh An Tôn, không biết những hình ảnh này cô Mai có hình dung không. Ở nhà thờ Thánh An Tôn, chi hội Họ Giáo Tân Hội, giáo xứ Sớm Chiếu. Nhưng mà bị cái dây điện nó với lại những cái cây nó che rồi, mình không thấy được cái hình ảnh của nhà thờ, cũng khó mà hình dung. Đi tới một tí thì có trường Nguyễn Trãi. Chiều nay em trên đường đi về rồi, sẵn đây chia sẻ anh chị, mình đi ngang hai ngôi chợ, chợ Xóm Chiếu và chợ Hãng Phân. Để gửi anh chị và các bạn ở quận 4 để mình thấy được cái tình hình dịch bệnh ngày nay như thế nào ha. Có rất nhiều anh chị cũng ở quận 4 mà ngày nay muốn xem lại những cái hình ảnh này. Nói chung Sài Gòn bây giờ có rất là nhiều điểm phong tỏa, cập nhật không xuể luôn á. Những công ty, những xí nghiệp
Giờ này thay đổi hết rồi. Công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn ở đây là cho thuê cái kho luôn rồi, kho của Lazada. Tại vì em làm bên lĩnh vực vi tính, lĩnh vực buôn bán laptop của các hãng nên là cũng hiểu được, cũng như biết được những cái vị trí của các kho hãng xưởng. Và đây thẳng đường này là mình vô cảng nè. Cảng ngày nay mình thấy bắn que, cảng hàng hải, cảng vụ hàng hải. Tới tí nữa thì có nhà máy đường, và đặc biệt những hình ảnh này, không biết cô Mai có nhìn ra không, ngôi trường có bề dày lịch sử. Theo thời gian thì ngôi trường này ngày nay có tên là trường Nguyễn Trãi. Mấy lúc trước thì buổi chiều ở trước cổng trường thì có cô bán bánh mì thịt nướng cũng rất là ngon, nhưng mà do là dịch bệnh nên thành ra mình cũng không biết tìm cô ở đâu. Hình ảnh của ngôi trường ngày nay, trường Nguyễn Trãi. Lúc trước em có làm một cái clip nói về trường Nguyễn Trãi quận 4, không biết anh chị và các bạn xem chưa. Trường Nguyễn Trãi quận 4, và kế bên đó là con đường Xóm Chiếu. Con đường Xóm Chiếu đi thẳng vô khu vực nhà thờ Xóm Chiếu rồi chợ 200. Ngày nay thì tỷ lệ các ca nhiễm dương tính ở quận 1 và lại quận 4 thì tương đối là ít, chỉ có chưa tới 10 ca nhiễm, mỗi quận khoảng 6-7 ca thôi. Nên thành ra em cũng hay đi vòng vòng ở các con đường ở quận 4, quận nhất. Còn ngoài ra thì các hàng quán khác thì cũng rất là ít ghé. Thỉnh thoảng có đi mua cơm ở gần công ty thôi. Như hôm nay ăn cơm ở Phúc Lộc Thọ mua về, nói chung ở đó ăn cũng ngon. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Vinh Lâm Family. Bên đây là trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trường này không biết ngày xưa là cơ quan hay nhà máy gì á. Trường này dạng trường dân lập thôi, trường mới chắc lẽ mới xây sau này. Buổi chiều với những cái khung cảnh nó hơi đượm buồn ha. Quận 4 thì còn rất ít những ngôi nhà mang kiến trúc thời Pháp, rất là ít luôn. Đây là một trong số nhà còn sót lại ở số 280 Nguyễn Tất Thành. Còn đây là kho hàng. Còn ngày nay không biết có phải là chung cư hay không nữa. Như có người ở chắc có lẽ một ô là một nhà đó. Và thấy nè, rất là thương khi mà xem những cái clip ở những căn nhà triệu đô, và đối diện cái khu nhà ở đó là công ty nhà máy đường Khánh Hội. Và ngày nay thì rất là tan hoang, rất là thực tế rồi. Theo năm tháng thì ở đây chuẩn bị mọc lên những cái building gì mới, có rất là nhiều cái dự án cặp theo cái sông Sài Gòn này. Chúng ta tiếp tục ha.
Và trước mặt chúng ta cũng còn một cái dãy dãy nhà thời thời Pháp với kiến trúc rất là chắc chắn, rất là tường rất là dày, cách âm rất là tốt. Đặc biệt những ngôi nhà có kiến trúc như thế thì hầu như rất là mát á. Bên đó là số 180 rồi. Ở khu vực này bán bàn thờ rất là nhiều. Hồi kỳ em cũng có quay cái clip đi ngang nhà số 143. Nhưng mà lúc nãy mình vừa đi qua rồi. Theo luồng xe chạy. Bình thường con đường này ngập trời xe chạy luôn á. Mình phải đi càng nhích. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy nó vắng hoe. Đặc biệt ở quận 7, ở những khu chế xuất thì nó có thui luôn. Hôm qua đi một vòng nhưng mà thấy tối quá rồi tới chỗ Lotte em lại quay trở về. Đạp xe đạp đi một vòng đó. Đây tới giao lộ Hoàng Diệu với lại Nguyễn Tất Thành, và chúng ta sẽ quẹo trái, quành trở lại. Mình sẽ quẹo con đường Lê Văn Linh ha, để đi ngang chợ Xóm Chiếu chứ không có đi đường Hoàng Diệu. Buổi chiều xe cộ rất là đông. Và đây là giao lộ Lê Văn Linh, và đây là hướng Nguyễn Tất Thành. Mình sẽ quẹo vào con đường Lê Văn Linh, con đường phía sau chợ Xóm Chiếu. Con đường buổi chiều bán rất là nhiều thịt, cá, heo, gà, vịt, rất là nhiều luôn, rau, cải. Thì chỗ nào bán vắng chứ chợ thì nói vắng này thôi, chứ nhu cầu thiết yếu mà không mua thì cũng không được, không mua thì lấy gì ăn. Nhưng mà so với bình thường thì mình thấy người ta mua cũng ít chứ không có nhiều. Ở đây bán chuối, khoai, bầu bí. Nhưng mà đặc biệt mấy ngày nay thì khoai của những người nông dân họ trồng không có bán được, nên thành ra ở Sài Gòn đang giải cứu rất là nhiều tấn khoai. Hai bên bán cá, bán ốc. Ngày nay đi chợ ở viền ngoài thì bán được hơn là trong nhà lòng chợ. Người ta tiện đi ngang đó cái người ta mua luôn. Bên phải bán thịt bò, bò viên. Hai bên bán thịt nè. Khu vực này bán thịt bò nhiều lắm. Ba rọi bò Mỹ gì tùm lum hết. Dọc theo con đường Lê Văn Linh chợ Xóm Chiếu buổi chiều. Rồi đồ chai rất là nhiều luôn. Rồi tôm, cá, trứng. Thẳng đường Lê Văn Linh này chúng ta sẽ ra đoạn Văn Bơ. Nhưng mà mình sẽ mình sẽ quẹo qua đường Lê Quốc Hưng ha. Thẳng Lê Quốc Hưng này mình sẽ ra Bích Văn Đồn. Đoạn này bán trái cây cũng rất là nhiều. Buổi chiều thì các anh quản lý đô thị đi vòng vòng xem chỗ nào tụ tập thì nhắc nhở người dân
hoặc là ai không đeo khẩu trang thì nhắc nhở. Mà hầu hết thì những ngày này hầu như là ai cũng đeo hết trơn, không phạt người ta cũng đeo nữa. Ở khu vực này bán trái cây, như đây có quýt, dưa hấu, ổi. Rồi lên tới đây là hết chợ rồi, ngay khu vực hình như là nhà thương, nhà Bảo Xanh quận 4 hình như là ngay đây, nhưng mà ngày nay thì đó là một cái building cao ốc Đinh Lễ nè. Ở phía trước, ở phía dưới cao ốc thì có một cái công viên cho người dân ngồi hóng mát. Nhìn thấy rất là khác ha, so với rất nhiều năm của ở cái thời của chú anh chị. Đó, đây là giao lộ Hoàng Diệu với lại Lê Quốc Hưng. Thì thôi chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại đi ha. Thì đi qua bên chợ Nguyễn Hữu Hào nữa thì hơi dài, sợ của chú anh chị xem chán. Thôi thì chúng ta gặp nhau trong cái clip khác. Rồi bây giờ cũng trễ rồi, anh về với bạn đồng nhỏ đây. Thôi có gì hay hay quay tiếp chia sẻ cùng anh chị trên kênh Vinh Lâm Family nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đón xem video clip mỗi ngày trên hai kênh. Và nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rất vui được gặp cô chú anh chị mỗi ngày lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam và 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quẹo qua đường Camet, qua đường Đồ Văn Bơ, qua cầu Camet đi về đây.